mỗi chiều nay một trăm phần trăm, một trăm em mỗi chiều nay một trăm phần trăm, một trăm em mỗi chiều nay là cắm trại rồi. Nào lo làm biết tâm tụ nổi lên, lòng anh lao lao mỗi khi ta hiền nhau, rồi em tâm tình. Xin em nhớ. Rồi khóc nữa rồi. Ngày nào cũng khóc hết trơn. Sao ông chủ khóc hoài vậy? Tại sao vậy? Đứa nào quánh ông chủ nói từ từ quánh nó chết mẹ nó cho. Bà không được cái lô kỵ. Trời ơi sao ông chủ bị bà chủ quánh hoài vậy? Nó ông chủ cái này nữa đó. La la bà cái. La bà la chỗ nào luôn. Trời ơi chết rồi. Mà sao la vậy chứ? Bị quánh bị thôi bị la hoài sao vậy? Tao thương bà, tao thấy ngày Tết sáng sắc sáng sớm xách xe vô gia đình đừng mua bông mua mứt mua bánh về cho bà chân Tết. Tao đi thì đi đi. Phải rồi, nếu đi đi là có chuyện gì nữa đâu, đằng này tao đi mà tao quên cái bóp. Trời ơi lái xe đi đi chợ mà quên cái bóp không đem tiền theo giống như con nai đi tắm mà không có đem cái quần gì. Trời ơi bị quánh là phải rồi. Mày coi đã vậy tao còn vượt đèn đỏ nữa. Vượt đèn đỏ rồi có làm sao không? Rồi cái thầy cảnh sát tới hỏi sao, tại sao không xịt tóc liền lỗ, người ta phải xịt tóc liền chứ. Nếu vậy thì con có chuyện gì đâu nói. Vượt đèn đỏ thổi còi lại hỏi giấy tao. Ông lội thầy lội cảnh sát hủy giấy ông chủ hả? Thì ông chủ móc giấy ông chủ lên nó coi. Không có giấy. Không có giấy. Cái bóp tỉa nhà là sao có giấy được. Rồi làm sao? Bị phạt. Bị phạt nó bỏ cho tao trong cái bóp á. Cái bóp. Cái bóp à. Cái bóp. Bóp bóp nào vậy? Phải bóp hàng keo không? Bóp cả hàng keo đúng rồi. Đúng rồi. Sao mày biết hay vậy? Tôi ỉa nó rồi. Mày cũng bị dốt ở trong cái bóp nó rồi. Trời ơi cái bóp có chút xíu là nó dốt mấy chục nó ngộp lắm à. Ngộp lắm nó giao rồi, tao giao tao coi 8 đứa. Làm cái tội trưởng 8 đứa. Tội trưởng 8 đứa. Tao đếm đi đếm lại liếm hoài. Mà còn có 7 đứa. Trời ơi liếm kỹ coi. Liếm cho kỹ càng đi, liếm tới liếm lui coi. Tại sao mà có 8 lứa mà giờ còn 7 lứa nữa? Là tại tao quên đến tao. Trời ơi, nghe nói vô cái bóp nó sợ quá phải không? Phải rồi. Thành ra quên ông chủ rồi. Trời, tao ở đây tao chịu không nổi, tao điện thoại về tao kêu bà vô rước tao. Rước, rồi bà chủ có vô không? Vô. Vô lãnh về đó lãnh... đi ăn bà cái la hả? Bắt đầu đóng tiền phạt rồi cái từ bóp. Về tới nhà mày biết tao ngắt bao nhiêu cái không? Bao nhiêu cái vậy ông chủ? 2.000 cái. Trời ơi. Ngắt cái gì mà tới 2.000 cái là ngắt chỗ nào là chết ông chủ tôi rồi trời. Bây ơi. Bây giờ thân thể tao nó như là em mà bôi mực tàu vô vậy đó. Bầm hết chân á ông chủ có thể cho tôi coi được không? Không được đâu. Dù đâu phải kinh tao chút xíu. Tôi nói nè ông chủ nghe nè. Tôi thấy cái này là tôi thương ông chủ quá. Tại sao ông chủ cứ tể cho bà chủ ăn hiếp ông chủ hoài vậy? Quánh la ngắt nheo lùm tùm tôi không có được đâu đó. Tôi quánh chết mẹ liền á. Nhỏ nó giết mày ta. Tôi á, vợ tôi vậy là tôi quánh chết á. Bây giờ tôi bày cái kế này, ông chủ bằng lòng nghe tôi đó. Là tôi dám chắc bà chủ hết dám ăn hiếp ông chủ nữa. Vậy nữa? Chứ sao? Đâu? Trời ơi, tôi phỏng là chú mà chú bày tôi cái kế đó nha. Hưởng chú 5.000 đồng xài chân. Trời ơi, có gì đâu. Tôi nói ông chủ nghe, bà chủ mà lùi thôi á. Không được đâu. Không được đâu trời ơi. Không được mà nó thoái một cái là nín thở liền. Nó mập lắm, nó quánh một cái chết liền. Tôi bảo làm được mà. Không được mà. Không được. Mày mà nói vụ giật con chó là thôi. Bây giờ chú ở đây để tôi xuống tôi nói với. Thì cái canh bà nói không nghe, bà đứng nó cãi được cái không cãi mình cho cái cụ chỗ sang ăn là sao đi. Nín đi ông nội à, để tao đi. Tao xuống tao nói với. Trời ơi, tôi cũng quên hết có phải ra lao xe chứ. Bả một lát ly lậu chén ly lánh bài mà cờ bạc mà không có cái xe ly rồi cái xe còn bụi không à chết mẹ chắc bị lũi á. Ra lên cái xe. Trời. À, chú Phó ơi. Xe cổ xong chưa? Cái này của bà đây mà sao rồi lấy? Thiệt tình à. À đúng rồi. Chị Lâm. Mèn ơi, anh làm cái gì làm tôi giật mình vậy? Tôi nghe chị kêu tôi đó. Giật mình hả? Chị sao hồi hôm ngủ có nằm chim bao thấy tôi không? Tôi thấy chị đó. Hồi hôm tôi thấy chị dẫn tôi xuống bên Bạch Lằng ăn hột vịt lộn đó. Trời ơi, bữa nay có cái gì vui quá cái mặt tôi dối vậy? Có cái gì vui nói chia vui tôi coi. Thôi anh ơi, anh đừng có dốc vừa vậy. Làm gì anh thấy cái mặt tôi mà anh biết tôi có chuyện vui. Biết rồi, tôi nhìn cái mặt là tôi biết bữa nay có cái tâm sự vui rồi. Trời ơi, tôi nói cho chị biết, mình ỉa giao ở trong nhà này lâu quá mà. Còn lạ cái gì nữa, chị không biết tôi hả chị?
Trời ơi, tôi nói chị biết á, ngoài cái nghề tài xế tránh công của tôi lãnh lương tủ hàng tháng ông chủ bà chủ phát cho tôi đấy, tôi còn cái nghề đặc biệt không lứa nào biết hết trơn hết trời đó. Anh còn nghề đặc biệt nữa hả? Chứ sao? Ê, tôi thấy anh ngày tối chỉ có cái xe chui vô garage lo cái xe bà chủ thôi chứ nghề còn nghề gì đặc nữa đâu. Biệt ba tôi còn không biết nữa, ba nghề tôi gì? Nó còn không biết nữa. Nghề gì? Nghề tiếng số, coi tiếng coi số. Anh biết coi tướng? Coi tướng số, trời ơi, ngon lắm mà. Nè, sao hồi nào tới giờ anh không nói? Tôi thích cái cờ mà nghề bói tướng lắm. Anh ơi, anh nếu biết vậy đó, anh coi giùm tôi không? Coi coi tướng số tôi sao, vận mạng tôi làm sao, tương lai làm sao? Chứ không lẽ là tôi ở đỡ hoài gì sao? Chứ sao chị muốn giờ tôi coi tướng tôi số chị? Tôi quảng cáo sơ cho chị nghe vậy là hả? Ông thầy tướng số Trần Văn Hương đó còn tới giờ tôi coi tướng số nữa nè. Vậy sao? Giờ chị muốn coi tướng số không? Anh coi giùm tôi nghe. Tôi sẽ coi cho chị. Với điều kiện là chị phải nâng cho làng hoàng. Nâng thẳng thắn làng hoàng tuổi đế theo lệnh tôi à. Không có liệt cãi tôi à. Cãi tôi cái tướng nó quay lộn xộn tôi coi không có da. Sao? Bây giờ chị nâng xích tới chút xíu đây. Rồi chưa? Cho tôi ngắm chút xíu ha. Trời cái mặt thấy thường lắm. Tôi mê chết mẹ tôi lâu lắm rồi tôi nào mới nói ha. Thôi nè, coi đi. Trong nhà này có hai lứa ly da ly vô ngập vài chết mẹ. Coi kỹ nha. Coi đi. Nào bây giờ tôi yêu cầu chị. Sao? Lưa hai cái tay lên. Hai cái tay lên. Cong cong hai cái cùi chỏ vô. Đó, thấy chưa? Giống như cái cây dây nè. Cảnh sát con lộ làm chim bay cò bay vậy. Ha, dở lên chút xíu đi. Cái gì vậy? Rồi chưa? Anh thấy sao? Để tôi coi tùy tùy. Tôi nhìn vỗ tôi mới biết chứ. Sao? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái bản mặt này nha. Nè, lượt rồi. Được chưa? Thấy rồi đó. Bây giờ xong rồi, xin phép chị đó, cho tôi coi sơ cái chỉ tay. Chỉ tay? Tôi nhìn cái tướng số chị tôi biết rồi. Bây giờ coi cái chỉ tay. Nè. Nè, chị nhìn coi nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì đó, anh nghĩ nè. Thấy cái chỉ tay chưa? Cái chỉ tay nó chạy ngang nè. Ha, có cái chỉ tay nó thùng xuống nè. Có cái chỉ tay nó thọt lên nè. Có cái chỉ tay nó đi ngang dưới này chút xíu, nó quẹo chữ A nè. Thì chị coi chừng đó, có đứa nào mà thương chị đó, nó muốn lấy chị làm vợ đó, chị phải cho nó lấy đi. Mà cái số chị đó, lấy chồng xứ lạ, không có lấy chồng Việt Nam đâu. Mà lấy chồng xứ lạ là làm sao? Là... lấy chồng xứ lạ, thí dụ như mấy người ít bên Tàu qua Việt Nam vậy đó. Người ngoại quốc đó hả? Người ngoại quốc, không phải ở nước mình đó. À. Thí dụ giống tôi vậy nè. Anh đừng có nhiều chị cho nó lấy, không cho nó lấy. Chị không ngã, chị cho nó không cho nó cưới đó, chị chết bất lắc kỳ tử, không có kịp chối chăng với cha mẹ đó. Nào bây giờ cho tôi coi cái tướng số chị nha. Hồi nãy tôi ngắm cái tướng số chị nãy giờ đó. Cái tướng số chị cái bản mặt này đó, giết chết rồi cũng quyến vũ à, cũng 50-70 thằng lần ông con trai là chết mê chết mệt, có lứa tự giận rồi. Ít nhất tôi cũng băng làm giớt hết mấy cuồng dặn là. Sao? Anh làm bộ anh hơn thầy tướng, coi số, coi tay, rồi hỏi tuổi tôi, tôi nói tuổi tí. Cái anh nó con chuột chuột lắc, ăn dụng. Rồi anh hô anh tuổi con mèo, cái anh hô con mèo, mèo đặc biệt. Đặng con mèo này, chụp tôi đó hả? Chụp, chụp chứ sao? Chừng nữa nghe. Phải chụp chứ, trời ơi, con mèo này phải chụp liền. Tôi đâu có lễ ngu à, mấy con mèo ở ngoài lường nó vô nó chụp là chết con mèo này sao á. Chị sao? Khổ quá mà, tôi nói chị nghe. Nói ngần, nói xa, không mà nói thiệt. Phải không? Cái chỗ tình mình ỉ lại trong nhà này là lâu quá rồi. Nói cùng nói vẹo không bằng nói thẳng ai vô. Sao? Bây giờ tôi nói chị nghe đó. Ỉ trong nhà này đó, tôi thấy ông chủ bà chủ đó tội nghiệp lắm mà lộn xộn hoài. Mà chị ỉ trong nhà này cũng vậy. Chị chừng nào đó, chị mà có tính cái chuyện vợ chồng á, tương lai mà chồng con sự nghiệp đó, muốn cưới chồng á, nói thẳng cho tôi biết đi. Chị đi ra cũng thấy chị, đi vô cũng thấy chị, thấy hoài rồi cái lòng tôi hết thương nó nhớ ba. Bữa nay tôi bảo rằng tôi tâm tình đi, chị muốn cưới chồng á, chị nói tôi lo hết chân hết trời chân, im lắm mà tôi lo im lắm mà. Tôi nói anh nghe. Muốn gì đó tôi cũng phải về tôi nói ba má tôi chứ bộ. Thế kệ hai đứa ba má đó đi, mình tính là hai đứa mình tính cũng được. Nó bậy nè. Hai đứa nó ỉ xa quá nói làm chi. Tôi nè, phải nói với ba má tôi chứ. Ê, mà anh ơi, coi chừng mình nói chuyện đây vợ chồng bà chủ nghe được là bị đuổi hết hai đứa bây giờ á. Bà chủ nó ỉ đâu vậy? Ở trong phòng á. Nó ỉ trong phòng hả? Còn ông chủ đi xuống bếp rồi. Thằng chủ đi xuống bếp, trời ơi sao tôi chị kêu thằng trời, ông chủ chứ thế...
nó thì thằng nó một thằng tôi một thằng, ba má tôi còn kêu hai lứa nó mà. Nè, tại sao cái chuyện mà ở dưới nhà bếp của chị cho thằng chủ nó tì xuống với anh chị, rồi nó có bị phỏng cái gì là không chị chết đấy. Tại vì ông chủ bữa nay ông không cho tôi xuống bếp, ông muốn tự tay ông nấu ăn cho bà ăn cho vừa miệng. Trời đất ơi, bữa nay ông chủ còn đi xuống bếp nấu ăn cho bà chủ. Trời, cái liệu này mai mốt nó sai quét nhà cũng quét luôn. Lao nha. Trời ơi, tôi thấy vậy tội nghiệp ông chủ quá. Làm tại vì ti tánh bại của bạc hoài dữ quá. Giờ cứ ăn hiếp ông chủ hoài vậy. Bây giờ là sai ti nấu cơm. Nè Năm à, Năm ỉa trong cái nhà này lâu lắm Năm. Tôi sợ lắm mà, mấy mốt năm sợ này gì? Bắt trước người ta nghe không? Bắt trước cái tính của bà giữ tụng á, mấy mốt tôi cưới này nị ngã cho tôi tem về nị quánh tôi chết mẹ tôi à. Không liệt đâu nha. Đừng nói vậy, đừng tôi nói không nói vậy đâu. Nè Năm, ngồi đi. Sao? Chắc hai lứa tụi nó cùng kẹt ở trong á. Bây giờ sao? Kệ mẹ hai lứa đó. Bây giờ tôi nói cho Năm nghe nè. Cái kế này đó, tôi thấy ông chủ á, tội nghiệp quá. Bây giờ phải tôi nói cái kế này. Năm thương tôi, Năm thương ông chủ đó. Phải làm thi hành cái kế này. Mai ông chủ nó còn sống thêm 5-7 năm nữa. Chứ không có là vài tháng nữa cũng chết à. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Anh có kế gì hay đâu, anh nói cho tôi nghe thử coi. Đừng cho đứa nào nghe nha. Nói cho tôi nghe thử coi. Không có tiết lộ cho ai. Hứa đi. Giúp ông chủ phải không? Giúp ông được chủ rồi. Cứu ông chủ. Rồi. Vậy đó hai người mới có hạnh phúc được. Nếu Năm làm đúng cái kế này, tôi bảo lắm là thành công 100%. Nè, tôi nói nghe nè. Cái gì vậy? Tôi không nghe được gì hết à. Nói cho đàng hoàng, làm gì có vù trong lỗ tai. Cái này ta nói nhỏ mà, nói nhỏ thì cái hơi nó phải vậy đó. Ta nói lại cho bây nghe. Bây giờ muốn nói nâng sao? Nói đàng hoàng cho nghe cho kỹ nha. Đàng hoàng nghe cho kỹ nha, tỉnh tỉnh. Mặt nè. Được, nhưng mà trời rủi bà chủ biết được là chết, bà đuổi tôi đó. Năm đừng có lo, đuổi Năm là có A Phóng này lo hết, còn lui cơm lui nước làng bàn tỉ tê mà. Ngủ giặt quần nhặt áo cho nị luôn. Đi, không, chủ ta. Chết, bà chủ này. Anh có xe xong chưa? Dạ. Tôi ra cái ngoài vậy. Dạ. Đi cờ bạc nữa, tôi ra tôi lo. Ở phía trong cái xe tôi chưa lao, ở ngoài. Đi, lẹ đi. Trời ơi, đừng có nói nó cái này, đừng có. Cho nó biết nha. Xong chưa anh Phong? Đã gồm xong rồi. Năm à? Dạ. Nói chuyện với ai ngoài này mà tao nghe có tiếng rù rì á? Dạ. Dạ thưa bà. Ai? Dạ. Dạ đâu có ai đâu. Không có ai hả? Dạ. Bộ chị nói tôi biết hả? Dạ. Nè, tôi nói cho biết nha, đừng có bị đặt trai gái trong cái nhà này, thấy không? Xui xẻo là tao đuổi cổ đi đó nha. Dạ. Dạ thưa bà, dạ thiệt tình con đâu có ai đâu. Con đâu nói chuyện với ai. Dạ có mình anh Phóng hả? Dạ anh Phóng vô đây đó, anh hỏi con chứ bà đã sửa soạn xong chưa. Anh lao cái xe xong rồi anh chờ ngoài trước đó. Bữa nay anh muốn đưa cho bà đi sớm để bà lấy hên, rồi bà thưởng cho ảnh. Dạ chứ đâu có ai. Chị cũng lẹo mép lắm mà, thấy không? Dạ này nó đâu có. Ông đâu rồi? Dạ ông con hả? Dạ dưới bếp á. Làm gì dưới bếp? Dạ chứ không lên đây cho tôi biết. Dạ ông con bữa nay nấu ăn. Ai mượn ông chứ? Hả? Nấu ăn là phận sự của chị. Ai mượn ông tại không? Hả? Kêu ông lên đây cho tôi. Dạ ông con. Kêu lên đây. Dạ kêu. Dạ ông nói bữa nay nấu ăn cho bà vừa miệng. Tại vì hôm bà đi đánh tứ sắc mệt. Tôi biểu chị kêu lên. Sao chị đứng đấy chị nói ai vậy? Kêu dạ đi. Dạ. Tiếc bực quá đi. Vậy bà, hôm qua bà ngủ ngon không? Cảm ơn. Ông làm gì dưới bếp á? Hôm qua anh thấy mình đi đánh bài về khuya nè. Anh sợ mình thức khuya thức hôm vậy rồi nó sút cân. Cho nên sáng sớm anh xách xe anh đi mua một cái đuôi bò bị lớn vậy. 2 kg lê kim về anh nấu đặng một nồi lê kim thơm hết sức là thơm. Trời đất ơi, thôi rinh ha mà đưa vô mặt người ta. Tụi đã nói trời ơi, dẹp ôi công trình anh đi mua đuôi bò mắc tiền rồi anh mua cà rốt mua su mua rồi vậy nấu cho mình ăn thì sao mình không thưởng thức cái tài nội trợ cái mà mình bây giờ ông đứng lẩm bẩm hoài vậy hả? Ông làm gì ông khóc? Trời đất ơi bực quá đi hả? Nè coi cái áo tầm
ai nè, coi đẹp không? Anh có quyền ngắm nhan sắc của mình hả? Đâu, bây giờ mình từ từ mình tiến qua bên này chừng 3 bước coi. Trời, trời ơi, nó dịu dàng thì thôi. Đó, mình tới luôn là chừng 4 bước thôi. Đi nữa. Trời, trời ơi, không thể nào tưởng tượng được. Nó dịu dàng, nó éo lả. Trời, một nhan sắc quý hoàng cà ràng ông táo không thể nào diễn tả được. Trời ơi, nhất là cái eo của mình. Eo hả? Cho phép mình diễn tả cái eo của mình. Cái eo của mình á, nếu mà viết ra phải viết từng 3 cuốn sách dày bề lớn. Eo mình thon, thon mà nó đẹp như là cái eo biển Đài Loan vậy đó. Ông nói gì chứ? Trời đất ơi, vậy là ông chọc quê tôi rồi. Đâu chọc quê? Eo biển Đài Loan. Vậy là ông cho tôi mập, phải rồi. Đâu, đâu. Ông nói nhà ông Liệu Hồng ông ấy nha. Không. Bữa nay là ông chọc tôi nhiều lắm rồi đó nha. Ơi, mình nói được cái xỉa cho nó thành văn dĩ bây giờ. Trời ơi, gì mà dữ quá. Nè. Bữa nay á, tôi đi đậu chến. Ha. Tôi đánh bài mà tôi xui á, tôi thua đó. Ha. Là tôi giờ tôi cao cặp cái đầu ông á, ông biết không chứ? Dạ nghe rồi. Trời ơi, sao mà sáng sớm cái là chọc rồi à, thiệt bực dễ sợ vậy đó. Biết bữa nay thế nào cũng xui mà. Sao giờ ông đứng nhìn gì vậy? Anh ngắm mình trang điểm nhan sắc. Trời ơi, trời nó nóng nực muốn chết vậy đó. Mà ông biết á, là mỗi một lần trời nóng mà tôi trang điểm á, là cái bổn phận của ông phải làm cái gì ông có biết hay không chứ? Dạ biết. Quên. Xin lỗi mình. Anh nhớ là mỗi lần mình ngồi trang điểm nhan sắc thì bổn phận của anh phải lấy quạt để quạt cho mình mát mẻ. Còn chờ gì nữa? Anh quên. Xin lỗi, cho anh một giây nha. Đây, con ngay. Trời ơi, quạt rề rề vậy làm sao mà mát được chứ? Quạt cái gì vậy? Quạt rề rề không mát à? Bây giờ quạt nhanh phải không? Này, ông đừng có chọc quê tôi nghe không? Sao chọc quê? Ông biết tôi gắn lông nhau giả. Cái ông quạt để cho nó rụng xuống có phải vậy không? Ông cười phải không? Đâu có. Quạt chậm thì mình nói quạt rề rề không có mát. Còn quạt lẹ thì mình sợ dăng cái hàng rào ở chiến lược. Quên, cái cặp lông nheo giả của mình bây giờ quạt kiểu nào cho mình mát bây giờ? Ông á ha, bây giờ ông cãi tôi hoài phải không? Không phải cãi. Ông cãi ha, bây giờ tôi cho ông cãi ha. Bây giờ đưa đây. Ha, lại đây. Ông quỳ xuống cái dòng này nè, nổi trong này nè ha không? Ông quỳ xuống đó cho tôi. Tôi quỳ xuống đây. Quỳ xuống. Tội nghiệp anh mà. Anh là chồng của mình chứ phải con, sao mà sai anh quỳ thì anh quỳ tội nghiệp anh mà. Tôi biểu ông quỳ, ông quỳ không? Tội nghiệp anh mà. Quỳ! Dạ quỳ! Ai là trời. Nó nhục nhã thì tôi. Bây giờ quỳ đó rồi, hai cái tay đó buông xuôi xuống vậy đó hả? Trời ơi, buông xuôi đặng ngứa mà gãi cho nó. Khoanh tay lại! Mà khoanh rồi lấy gì gãi? Tôi biểu ông khoanh, ông khoanh không? Khoanh gì khoanh? Khoanh! Trời ơi, chưa thấy một thằng đàn ông nào trên cõi đời như tôi. Anh ơi, dạ. Bây giờ á, tôi giao ông cho chị Năm. Hả? Không được đâu, chị là gái mới lớn lên chưa có chồng, người giao tôi rủi có. Có gì là có gì? Có gì? Ông muốn gì? Không có bề gì đó. Bề gì vậy? Bề gì chứ? Là cái bề đó, con được biết đâu, còn hỏi chi nữa. Trời. Chị Năm à? Dạ. Ra biểu coi. Dạ. Thể thao. Không là thể thao, cái gì vậy? Quay. Thể thao là môn giải trí lành mạnh giúp cho cơ thể người ta nới năng. Trời ơi, quỳ xuống, quay. Trời ơi, tôi biểu quỳ quỳ không? Quỳ quỳ không? Quay, đâu có quỳ. Tôi biểu không á, tôi biểu không á. Biểu không? Ai nói tôi quỳ quỳ lên? Mệt quá, chết chọc quá, mệt chết rồi. Chị Năm à? Còn cười nữa. Bây giờ tôi đi, ha? Chị Năm. Dạ. Tôi giao ổng cho chị. Bà giao ổng cho con. Ha. Tôi bắt ổng quỳ ở đây nè, ha. Nếu mà chị mà a tòng với ổng á, mà chị cho ổng ra khỏi cái vòng này á, ha, là tôi về tôi đuổi cổ chị đi. Chị biết hay không? Dạ, bắt ổng quỳ trong này. Chừng nào tôi về đó hả hai? Ha không? Dạ. Chị mà cho ổng đứng dậy đó nha, là chị chết, ha. Dạ. Chị chết đuổi cổ chị đi. Còn ông á, ha, ông á mà nghe lời chị mà ông đứng dậy đó hả? Hả? Tôi giờ tôi cái đầu ông. Dạ nghe, trời ơi, nói một tiếng được rồi. Chú Phấn đâu rồi? Chú Phấn đâu rồi? Dạ, có Phấn đây rồi, bà chủ kêu Phấn. Dạ,
Trình diễn bà chủ. Xe dạ. Tôi xong chưa? Dạ thưa xong rồi. Hơi xong chủ té vậy nè, tưởng chủ lên chị làm không? Không, để tao quỳ tự túc được rồi. Ở đây có bàn thờ gì đâu mà chủ quỳ vậy? Tao cầu nguyện với đấng khuất mặt khuất mày. Khuất mặt khuất mày gì? Trời ơi. Bà chủ ơi, sao trời ơi để ông chủ. Ai mượn mà nhiều chuyện quá vậy? Ôi, chết đi ra, lẹ lên. Dạ dạ dạ. Lo dạ. Sách cái này ra cho tôi nè. Dạ tôi sẽ biết đi giờ biết. Ông chủ thiệt tình. Ôi là trời. Cười cái gì? Cười cái gì? Bộ ngộ lắm sao cười? Ông chủ quỳ xuống chứ. Không, chỉ cười đến sự đau khổ của tôi phải không? Ông chủ quỳ xuống à? Không quỳ đó. Con về con mát bà đó. Không, con mát thì mát, không sợ đâu. Ý bà về. Ê cho quỳ, quỳ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con cười nữa kìa. Bà ông cái gì? Chồng tôi nữa nha. Nó sự chuyện là tôi ngắt gì ra đó nha. Ông quanh tay nữa chứ? Không quanh đó. Ông quanh? Không. Con mát bà. À, không. Ý bà về. Trời con cười nữa. Bà không có về. Trời ơi. Có chừng tôi nha. Có ngày nữa nha. Ông chủ à. Gì? Con nói ông chủ nghe. Tại con thấy ông chủ sợ bà quá, cho nên con chọc chút cho ông chủ vui vậy thôi. Chứ còn không phải là con có ác ý gì đâu. Con cũng tội nghiệp ông chủ lắm. Ông chủ đứng dậy đi. Ông chủ đứng dậy đi. Chị cho phép thiệt không hay là chị trát tôi nữa đi? Không có đâu. Con nói thiệt, con thấy hoàn cảnh ông chủ con tội nghiệp, con thương lắm chứ. Con đâu có muốn ông chủ mà bị bà hà hiếp dữ vậy. Thôi ông chủ đứng dậy đi ông chủ. Để tội con mà. Ông chủ đứng dậy đi. Ôi trời ơi. Ờ ông chủ còn mang này chi tội nghiệp nấu ăn để cho con. Nhưng mà ông chủ làm trời ơi, cái này của con mà ông chủ mang chi vậy mẹ. Hai cái là tôi biết mà, thế nào mà nó cũng quánh tôi thành tôi thủ hai cái cho đỡ đau. Trời ơi. Con nói thiệt ông chủ nghe nghe. Ông chủ đừng có sợ bà dữ vậy. Trời rồi ơi. Bà ăn hiếp hoài à. Trời, nó quánh triền miên mà. Nó không quánh thì nó cũng thôi. Không thôi thì nó đạp. Ngay cái ngày cưới đầu tiên tôi nhớ mà. Đêm động phòng tôi chơi hai cái đó. Tôi nhớ hoài mà không có nào tôi quên. Nói thiệt chị, 30 năm rồi không có một ngày nào hạnh phúc hết trơn. Tôi khổ lắm chị Năm. Thì con biết khổ không? Lắm mà. Con nói ông nghe. Con cũng biết vậy. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà con có một cái kế nào đó mà con giúp ông chủ có bằng lòng nghe theo con không? Trời đất ơi, tôi vừa lại chị mà tôi vừa nghe nữa. Ông chịu phải không? Nghĩa là làm sao chị cho tôi bá hết hà hiếp tôi là tôi chịu liền. Chắc vậy phải không? Chắc vậy, tôi thề mà. Mà con nghĩa là chỉ sao ông làm vậy nghe. Đúng y chang vậy. Bây giờ ha, nếu như vậy đó, ông tự giận ông chết đi. Tôi tự giận tôi chết. Ông tự giận chết đi. Ôi trời, không được đâu. Trời ơi, chết thì ghê lắm. Không được đâu, cái gì mà ác đức quá vậy, rùng rợn quá, tôi không nghe đâu. Ông không chịu tự giận chết phải không? Không. Vậy thì ông quỳ nữa đi. Không. Ông quỳ nữa chứ làm trời sao? Ờ chị Năm nỡ nào chị bắt tôi quỳ tiếp tục nó mỏi hai đầu. Ông chịu tự giận chắc sợ phải quỳ. Không, con về con mát bà. Mỏi hai đầu gối lắm mà chị Năm mà tôi. Bây giờ ông chịu không? Không, tôi không có chịu chết đâu. Trời ơi, không chịu chết được, cái này là mình giả đò thôi chứ mình đâu có chết thiệt. À vậy hả? Mình tìm kế mình giả đò thôi. À nghĩa là chị lập ra cái kế nghĩa là chết mà chết giả thôi. Chết mà mình chết giả thôi chứ mình đâu có chết thiệt. Đâu chết kiểu nào rồi chị nói tôi nghe thử coi nè. Bây giờ con nói ông nghe không? Ừ. Con có một cái kế hoạch này rất là đặc biệt. À. Làm như gì mà về con thuật lại cho bà nghe là bà sẽ nghĩa là sợ sệt. Rồi cái thì là bà nghĩa là thế nào cũng ăn năn. Vậy hả? Ờ. Đâu, chị nói thử tôi nghe coi. Bây giờ ha. Ông đi ra chỗ cái đường rầy xe lửa đó. Đường rầy xe lửa. Ông nằm ngang cái đường rầy liền. Nằm ngang đường rầy. Ông nằm ngang cái đường rầy. À. Cái thì đằng kia một cái đoàn xe lửa nó chạy tới. Chạy tới. Với tốc độ 250 km một giờ. 250 km một giờ. Nó chạy nguyên một đoàn tới. Vừa đi ngang tới ông, nó kéo một người cái đó. Đó. Xương đồ nó gãy hết. Trời. Nó cái đầu lại làm cái bụp. Ừ, nát mấy. Không được đâu, chết chị, không có mỹ thuật đâu. Xương nó gãy tùm lum ra rồi cái đầu cái có bụp nữa ta. Ghê lắm nha. Tôi là có máu xanh mà tôi thấy chết vậy tôi gớm lắm, tôi không có chịu sao đâu. Chết rồi mà còn biết cái gì nữa. Thôi chị có cách khác không, chị chỉ giùm tôi chứ cách nó rùng rợn quá không có được đâu. Ông chết mà, ông cũng ông đã tính kế cho mà cũng còn sợ nữa hả? Làm xong xuống phủ còn có chân mà đi chứ, gãy ngang chân rồi lấy gì đâu đi, thành ra ma què sao? Ông sợ hả? Dạ sợ. Đâu chị có cách nào hay hơn không? Chết ngọt ngào chút xíu. Chết mà, ngọt ngào chết hả? Chết không có biết á. Là ông tất nhiên ông cũng còn sợ bà nữa phải không? À, sợ bà chứ. Đâu, bây giờ chết mà sợ cái gì? Sợ chứ. Rồi đem tôi hiện hồn dịp thẩm bảo mà thấy tôi ma què mà chém tôi nữa là không được. Bây giờ em, con nói ông nghe không? Ông chết như vậy đó thì bà mới ăn năn. À. Ừ. Còn cách nào chết nữa không? Thì bây giờ em, nếu ông sợ cái mà xe lửa đi ngang cát đó không? À, đó,
thì bây giờ có cái cách này nó chết nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Nó rất là êm ả. Đó, tôi chỉ cách chết đó thôi. Nghĩa là không thấy, nghe là xe cá không thấy gì hết. Đó. Nhẹ lắm, nó nghe cái rẹt nó nhẹ lắm. Nhẹ nhàng phải không? Đâu, bây giờ vậy không? À. Bây giờ ông ngồi đây đi. Ngồi đây. Ông đi vô con lấy con dao. Hả, chứ vậy? Con lấy con dao để cho ông chết. Ơ, đây nè. Nghe. Không được đâu. Ông ngồi đây. Ông được chị Năm à. Trời ơi, tôi đã sợ gãy xương rồi, bây giờ chị lấy, trời ơi, nó lấy dao ra, nó đặt thập huyết tôi đó, là trời. Bà ơi, là bà mau về cứu tôi, con Năm nó thập huyết tôi bây giờ. Cái số gì mà nó khổ dữ vậy này, hay hồi đó tôi làm đàn bà nó sướng hơn. Bà ơi, bà về bà cứu tôi cho con Năm nó thập huyết tôi bây giờ. Ông ơi, đây, đây là con dao đây ông. Gì thấy ghê quá vậy. Đây lưỡi dao thật là bén. Sợi tóc mà để ngay trước, nó cũng làm cái phúc liền. Bây giờ con nói ông nghe, cái chết này thật là êm ái. Êm ái, êm ái nè. Đây, về thì con nói cho ông nghe không. Đây là lưỡi dao. Lưỡi dao. Ông cầm vào cánh tay mặt của ông. Cầm vào cánh tay mặt của tôi. Ông đưa lên cao. Đưa lên cao. Đưa lên cao. Mặt ngước lên. Ngước lên. Thật quay hùng. Thật quay hùng. Con dao ông để từ từ vào cổ của ông. Trời ơi, tôi. Để sát vào cổ. Để sát vào cổ. Cổ. Kéo một cây. Trời ơi. Tôi rớt xuống nó kéo lọc rồi lấy ra đầu đâu tôi đổi nón. Tôi nói thiệt chị nghe. Tôi bây giờ có bị bà Hà Hiếp đánh đá tôi cũng còn sống được. Đêm đêm tôi còn vô tôi còn hôn gỡ gạt được mấy cái. Rồi tôi chết rồi. Bà ở với ai? Rồi buồn buồn bà đi lấy người khác rồi tôi làm sao tôi ngậm cười chín suối được. Trời ơi, ông thiệt à. Ông đã nghĩa là chết rồi mà còn sợ bà trên này là có chồng khác nữa. Nó mập mà tôi cũng thương lắm. Trời ơi. Tôi bây giờ ông muốn con chỉ hay không? À, muốn. Hay là ông muốn là quỳ quay? Tôi muốn tiếp tục. Bây giờ đấy không? Bây giờ ông ngồi đây đi. Ngồi bà đây. Sắp về rồi. Để cho con buộc cái đầu ông lại. Chị vậy? Coi như là ông đã cắt cái đầu rồi. À cắt cái đầu. Bị thương rồi bây giờ mình phải buộc lại. Tôi như chết rồi mà. Rằng giờ là... nghe lời con hay chưa? Dạ, phải đó. Rồi. Tất cả phải nghe lời con thì phải kế hoạch rồi. nó mới thành tựu được. Dạ, chưa? Dạ. Đó. Mà khi mà con băng cái đầu ông rồi đó, bà về đó là ông đừng có nhúc nhích à. Dạ. Ông nhúc nhích một cái đó nghe là dạ. Bà biết cái kế hoạch bại lộ là con với ông đều chết hết cho chồng sống rồi. Tôi muốn chị tôi chết lần. Nè, con bịt cái đầu ông lại. Sao vậy ông? Tại nó có sao vậy? Nghe ổn đó. Chúng ta để con nói ra cho ông. Được chưa ông? Được rồi. Trời ơi, vậy hả? Vậy sao ông không nói? Trời ơi. Đó, đây nghe ông ạ. À. Đó, ông thấy chưa? Đó, bây giờ là coi như ông đã chết rồi. Chết rồi. Đây, đây thơ, giấy và viết. Dạ, viết. Đó, ông cố xếp đặt đàng hoàng mà. Trời ơi. Trước khi chết, ông phải để lại ít chữ cho ba. Trời ơi. Trong thơ ông viết như thế này. Trời ơi, chị thuộc là loại chàng ngăn chăn quấn. Bà. Bà Hằng, bà. Miên vô. Miên vô. Có trăm sân. Bà. Bà. Rồi chưa? Rồi. Ừ. Tôi sở dĩ. Tôi sở dĩ. Sao giống tiếng phải, Tàu quá vậy? Phải chết một cách thảm thương như vậy. Phải chết một cách thưởng tham. Ủa, thảm thương như vậy. À, là tại vì bà quá ác nghiệt. Bà quá ác nghiệt. Hà khắc. Thêm chữ chằn gấu nữa đi. Dạ. Ông muốn viết để viết thêm. Chằn gấu quá đi. Ăn hiếp tôi quá. Ăn hiếp tôi quá. Nên buộc lòng. Nên buộc lòng. Có buộc lòng. Tôi phải tự giận. Tôi phải tự giận. Khi tôi chết đi rồi. Khi tôi chết đi rồi. Bà ở lại một mình. Bà ở lại một mình. Tự lo làm ăn. Tự lo làm ăn. Để kiếm tiền đi đánh tứ sắc. Nó làm thôi chứ đâu có ăn đâu. Đi đánh tứ sắc. Sắc. Yeah. Sắm sửa quần áo. Sắm sửa quần áo. Và kiếm người ăn người làm phục vụ cho bà. Kiếm người ăn người làm phục vụ cho bà. Dài hàng cho bà rõ. Dài hàng bà rõ. Bà phải biết ăn năn. Bà phải biết ăn ăn gì? Ăn năn. Ăn năn. Ừ. Tôi xin từ giả bà. Xin từ giả bà. Ký tên. Ký tên. Chồng bà. Chồng bà. Trời. Trời ơi, mình nói dài rồi bà có đọc cái bà có giận không? Trời ơi, còn giận cái gì nữa? Chết rồi mà còn sợ chứ bà giận nữa. Sao ông sợ quá bây giờ muốn quỳ nữa hả không? Thôi thôi được rồi. Bà bây về tới là chết đó. Cho con tem đi. Đây nè, bây giờ con nói chú Phó ơi. Trời ơi, bà về tới rồi. Chết rồi. Bà về tới rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giận bà. Bà đừng có tới gần nhiều biết không? Tới gần nhiều ông thành ma bây giờ đó. Bà đừng có tới gần. Ông con chết mà ông con linh lắm đó. Năm ơi, ông chết mà ông có trói trăng cái gì không? Năm ông có nói bà gì không? Con hết tội nghiệp lắm bà ơi. Bà ơi, bà biết sao không? Ông con chết mà ông con căng trói đủ điều hết cho bà. Ông nói cái gì vậy? Bà không nói cái gì? Ông con nói đó là tại vì bà ăn hiếp ông quá, bà dữ dằn với ông quá, bà hà khắc đủ mọi chuyện, cho nên ông con không sống được trong căn nhà này. Ông cứ tự giận ông chết. Trời ơi, tội nghiệp ông tôi. Để bà lại một mình, bà đi kiếm tiền mà tôi hối xác ông rồi ông ơi, ông ơi. Mà ông nói trước khi chết ông nói gì cho ông còn thương bà dữ. Trời ơi, ông ơi, ông ơi. Trời ơi, ông ơi, tôi đâu có về ông thương tôi dữ vậy ông ơi. Ông chết ông bỏ tôi lại đây với ai à ông ơi. Bà ơi, bà ơi, bà thôi bà tỉnh dậy đi bà. Anh Tăng về là cũng được rồi, con nói bà nghe nè. Bà đứng dậy đi, con nói bà nghe. Ông con chết gì đấy cũng yên lòng rồi. Thôi bà đừng có khóc nữa. Thôi bà ráng bà ăn năn đi nghe không? Vì Năm ơi, tôi nói thiệt cái gì Năm đó nha. Bây giờ tôi lại trời lại Phật, có ai mà làm cho ông giờ tôi sống lại đó. Giờ tôi nguyện tôi ở đỡ suốt đời đó vậy Tâm. Thiệt hả bà? Trời ơi, thiệt là bà ăn năn hả bà? Bà ăn năn hả bà? Trời ơi, ông con mà có chết mà nghe được vậy, ông con cũng vui lắm bà. Trời ơi, đất ơi, cái gì vậy là lát? Cái này là ơi. Trời ơi, ông ơi. Ông con linh chắc thành ma rồi bà. Thành ma. Ghê quá vậy Năm ơi. Ma, trời ơi, thôi chết rồi ha. Mấy người ai vui với nhau ha. Trời ơi, chặt quê tao ha, nãy giờ làm cho tao khóc. Tao khóc cái mặt tao tình lên lúc hết tao lại ha. Trời ơi, thôi được rồi. Trời ơi, trời ơi. Ông chết đồng với tôi ha. Chết đồng với tôi. Quỳ xuống. Quỳ. Không quỳ. À. Không quỳ. Mày ngon ha. Ngon lắm. Mày ngon. Ngon. Ha. Tôi hỏi bà đây. À. Quấn gì mà quấn dữ vậy? Ha. Trời ơi. Trời, lông nheo lông nhít chết cái trời ơi. Hả bà? Lông nheo giả nè. À. Tôi cho bà biết, bà biểu ái quỳ. Ông. Biết tôi quỳ hả? Ông à. Trả lời tôi biết. Tôi là chồng bà hay là con bà mà đối xử như vậy? Hả? Tôi không cần biết. Bà nói bà ăn năn nha. Tôi muốn bà là ăn củ gừng cho ăn năn. Sát phu. Nói cho bà biết, 30 năm lấy bà chưa có một ngày nào hạnh phúc hết. Chà, bữa nay... Bà không bao giờ coi tôi là chồng hết. Hả? Được rồi. Bây giờ bà đã không coi tôi là chồng, tôi không còn ở trong căn nhà này nữa. Để căn nhà này ở ha? Nhớ ráng đi làm có tiền để đậu trên đánh tứ sắc, ráng đi làm cho có tiền mướn người ăn người làm gì nó hầu hạ bà. Thằng này không có làm đầy tớ nữa, tôi bỏ nhà tôi đi. Tôi đi. Ông chờ con với. Dạ thưa bà, dạ bữa nay con cũng xin phép bà con nghỉ luôn đi. Dạ con nghỉ vậy, dạ con theo ông. Cái gì? Ông đừng bỏ tôi ông ơi. Sao? Tôi ăn năn rồi. Bà ăn năn hả? Ừ. Bây giờ biết tin bà ăn năn không? Chị Năm à, chị Năm. Dạ. Tôi không có la chị nữa chị Năm. Dạ. Chị Năm nghĩ ông ở lại giùm tôi với chị Năm. Tôi giờ tôi hiền lắm, nói gì nghe nấy. Ờ, bà ăn năn rồi ông ơi. Bà ăn năn rồi ha? Dạ, dạ. Bây giờ tôi nể lời chị Năm nghe. Bà đúng là ăn năn hối cải rồi phải không? Bà có công nhận tôi là người chồng có thực quyền trong căn nhà này hay không? Dạ có. Chà. 30 năm bây giờ mới nghe tiếng dạ. Hèn chi mà không động đất. Bà muốn tôi là người làm người chồng cho ra người chồng phải không? Dạ. Vậy thì tôi sẽ ra lệnh cho bà làm bất cứ việc gì bà phải làm. Dạ. Nghe chưa? Dạ nghe. À, bây giờ nghe lệnh đây nè. Dạ. Quỳ xuống đó. Ê, trời ơi. Quỳ xuống. Chị Năm kìa ông à. Không có chị Năm gì hết. Cả nó quỳ xuống. Thôi mà tôi Năm. Tôi phải quỳ xuống. Ê, dạ. Quỳ. À. Quỳ xuống. Rồi chưa? Khoanh tay lại. Trời ơi, quỳ xuống khoanh. Khoanh tay lại. Tôi bị khoanh à? Khoanh. Dạ khoanh. Dạ khoanh. À, bây giờ bà thấy chưa? Thấy cái sự xấu hổ của người chồng với người vợ khi ăn hiếp nhau chưa? Hả? Khi ăn hiếp nhau mà có người ăn người làm trong nhà này càng xấu hổ hơn nữa. Cho bà biết, hôm nay là tôi tha cho bà đó. Tôi biết lỗi rồi mà ông. Ông à. Gì? Bà thật sự con thấy là bà con ăn năn rồi đó. Ừ. Bà con nghĩa là gì đó là con thấy là hạnh phúc cho ông rồi đó. Vậy thôi hả? Con xin phép ông dạ tha giùm cho bà con đi. Bà con vậy chứ bây giờ vậy là con thấy được lắm rồi. Dạ mời bà. Quỳ nguyên quá. Chưa có lệnh mà làm dám đứng dậy. Bỏ cái chân kia xuống. Đây là tôi nể lời chị Năm nghe chưa? Ông bữa nay hoài quá. Đứng lên. Dịu dàng nghe không? Năm rảnh không? Dạ. Rảnh không? Dạ rảnh. Quay mặt quên kia. Chứ
chi vậy ông? Tao tâm tình chút. Nói chơi cũng thương em lắm. Qua cũng thương em như ngày nào vậy? Như ngày mới cưới. Nhưng mà anh nói cho em biết, từ nay về sau đã có anh là chồng rồi, phải nghe lời anh. Không được bước ra khỏi nhà để đánh tứ sắc đầu chết, nghe chưa? Nghe không? Dạ nghe. Nhất là không được đi Las Vegas. Thấy chưa? Đừng có nghe nó quảng cáo mà máy bay free, ăn free, ở free lên đó là chết, nghe chưa? Dạ. Nhất là cái bicycle gần đây. Chết, nghe chưa? Ở nhà lo cơm nước cho chồng cho con, lo nhà lo cửa đàng hoàng. Muốn đi đâu phải xin phép chồng. Tôi đi đâu tôi cũng hỏi bà. Vậy mới đạo vợ chồng trên dưới. Nghe nói chưa? Dạ nghe. À. Mà mình ơi mình, em nói thiệt nha. Ừ. Bây giờ cái gì em cũng nghe lời mình hết, nhưng mà mình phải cho em biết cái chuyện này. Ừ. Chứ nãy giờ em tức lắm rồi đó. Nói chậm chậm đi. Hồi nào tới bây giờ đó. Ừ. Em la mình đó là mình sợ em dễ sợ lắm, cho nên em cứ lấn lấn lướt hoài hả? Ừ. Em làm quá đi. Mà bây giờ ai bày cho mình mà mình quay hùng quá vậy? Nghe không? Ờ. Bà muốn biết phải không? Dạ. Tôi cho bà biết luôn. Dạ. Cái ân nhân mà giúp cho tôi đổi cuộc đời hôm nay đó, vậy cũng là ân nhân của gia đình này đó, không ai khác hơn, đừng có lại gì hết, đó là chị Năm. Chị Năm? À, dạ. Đó, mới thề là không có được, mà làm dữ bây giờ nó lên rồi, nó không có được hết chứ. À, chị Năm, cảm ơn chị Năm. Dạ, thưa ông với bà. Sao? Ông bà nghĩ là con đã giúp đỡ ông bà. À, nhưng mà thật sự con chỉ là người thi hành theo mệnh lệnh của người khác mà thôi. Trời ơi, có người nào nữa hả? Dạ, có người khác chỉ con. Người đó là người nào? Ai vậy? Dạ, ông bà muốn biết hả? À, ai vậy? Dạ, thôi lỡ rồi, con cũng nói luôn. À. Dạ, anh Phóng. Anh Phóng? Dạ, Phóng tài xế. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Sao vậy? Tôi tưởng nó về phe với tôi. À. Hồi nãy tôi ăn tứ sắc. Ừ. Tôi cho nó 100 đồng. À. Bây giờ nó phản tôi. À. Thằng chết đầm. À. Vô đây nó chết cho tôi. Kêu tôi không được. Kêu vô đây. Kêu tôi không. Kêu vô đây bà. Đừng giữ nữa bà. Đừng có giữ. Không có được giữ. Đã thề hồi nãy rồi. Bà giữ tôi bỏ nhà tôi đi nữa bà coi. Dịu dàng xuống. Nói lại. À, chị Năm. Ừ. Kêu chú Phóng vô nha. Đó vậy mới dễ thương lắm. Đàn bà con gái phải dịu dàng như vậy. Chồng nó mới thương chứ. Bà kêu đi. Chú Phóng à. À chú Phóng à. Anh Phóng. Dạ, chị Năm kêu, chị Năm. Để đi. À, chào bà chú. Tôi lỡ tôi khai cái kế của anh và dặn tôi rồi. Tôi dặn chị đừng có khai mà sao chị nói vậy? Chậm lại ông chủ bà chủ thông cảm nhưng tha thứ tôi cho tôi cũng vì tấm lòng nhân lão tôi muốn ông chủ bà chủ có hạnh phúc. Ông bà chủ đừng có ăn hiếp ông chủ nữa, tôi mới phải ra cái kế này. Ông chủ đừng có lủi tôi. Lủi tôi mất con năm tội nghiệp tôi chứ. À, đứng lên đi không sao đâu. Dạ, đứng lên đi. Ông chủ không có uy tín tôi không dám nâng đâu. Trời ơi, chừng nào bà chủ cho tôi mới nâng. À, em nói nó tiếng đi. Được rồi, tôi tha cho. Dạ, bà chủ cho em nâng nha. Bây giờ em nâng à. Trời ơi. Qua bên này đứng nè. Xin lại ông chủ bà chủ thông cảm. Trời ơi, tôi biểu đừng có nói mà sao cũng bị chèo liễu nữa. Thôi nến, chú Phóng à. Dạ. Hôm nay tôi rất vui mừng. Dạ. Biết được là cái người mà ân nhân của tôi đó. Dạ. Là chú. Hả? Thế thì bây giờ chú chọn ngày lành tháng tốt. Rồi vợ chồng tôi đứng chủ hôn, gả cho chú vậy là cô Năm đây. Hả? Ông chủ nói cái gì? Lặp lại cho tôi nghe một cái cho sướng ơi. Tôi sẽ đứng chủ hôn gả cô Năm đây cho chú Phó. Lớp ngày lành tháng tốt, tôi chọn rồi. Tôi chọn rồi, mùng 1 Tết Canh Ngọ. Mùng ngày tốt nhất. Trời ơi, vậy là số 1. Ông chủ đứng chủ hôn tôi, làm ơn đứng chủ hôn cho tôi, làm tôi đem cái xe này về gara mới của tôi. Tôi khai trương cái bình ác kỳ mới này của tôi.